Xin chào các bạn đã đến với kênh Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn một cái loại cây giống lấy gỗ, gỗ rất là quý các bạn nhé. Đây, đây là cái bầu của nó này. Đấy, đây, các bạn thấy này. Cây rất là đẹp các bạn ạ. Bầu rất đẹp. À, từ 1 này, 20, 40, 60, khoảng 80. Cây giống khoảng 80 đến 1 mét rồi các bạn ạ. Đây là cây giống lấy gỗ. Nó gọi là cây giống gỗ gõ đỏ các bạn nhé. Đấy, cây giống gỗ gõ đỏ. Thì hôm nay mình xin giới thiệu qua về cái loại cây giống như này. Đấy. Thì cây giống gỗ gõ đỏ này thì ở nhiều nước châu Á như là Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc. Đấy. Tên gọi khác của cây gõ đỏ là cây hổ bì, cây cà te. Đấy. Đặc điểm nổi bật là cây gõ đỏ này thuộc cây thân gỗ nhóm L, là một loài gỗ quý hiếm có tên trong danh sách đỏ của Việt Nam. Gỗ của loài này có màu vân đỏ rất là đẹp, thường được dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp. Vì có giá trị kinh tế nên cây gõ đỏ được trồng rộng rãi tại nhiều địa phương. Giá trị sử dụng có thể là sử dụng làm bóng mát, cây công trình, cây cảnh quan và có giá trị cao về mặt kinh tế. Đấy. Tại Việt Nam thì có nhiều loại gỗ quý, nhưng hầu hết trong số đó có số lượng khá khan hiếm, đã được liệt kê trong sách đỏ Việt Nam. Cây gõ đỏ là một trong những số đó. Số lượng gõ đỏ trong tự nhiên không nhiều nên loài cây này càng có giá trị. Vì vậy bà con định hướng phát triển cây lâm nghiệp, đầu tư trồng cây gõ đỏ là rất là hợp lý. Đấy. Đặc điểm của cây gõ đỏ là cây gõ đỏ là loài cây thân gỗ lớn, khỏe mạnh, sống lâu năm. Cây trưởng thành có thể đạt chiều cao từ 25 đến 40 mét, đường kính từ 0,8 đến 1 mét. Cây phân nhiều cành, nhánh và thấp. Cành non, nhẵn, lá kép, lông chim. Nhẵn bóng hai mặt. Đấy. Vỏ cây màu trắng, xám, sần sùi và có nhiều lỗ màu nâu. Hoa gõ đỏ nhìn giống như hoa phượng, là hoa lưỡng tính. Quả gõ đỏ cứng hình trụ và có nhiều cạnh. Khi chín, vỏ quả hóa gỗ và có màu đen tuyền. Người ta thường dùng hạt gõ đỏ để nhân giống và làm nhân giống cây này. Gõ đỏ là loại cây ưa ánh sáng, ưa tầng đất sâu và có tốc độ sinh trưởng là khá chậm. Đặc điểm sinh trưởng cây gõ đỏ. Cây gõ đỏ là một loại cây có tốc độ sinh trưởng chậm. Chúng sinh trưởng tốt ở đất có thành phần cơ giới mức trung bình. Gõ đỏ cũng sinh trưởng tốt ở nơi tầng đất bằng hoặc là thấp, hoặc là những sườn thoát nước. Độ cao đất phù hợp với cây gõ đỏ thông thường dao động khoảng 300m đến 700m so với mực nước biển. Tuy nhiên, cây vẫn có thể sống được ở những nơi có độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Cây gỗ đỏ sinh trưởng chủ yếu ở các khu rừng nhiệt đới ẩm và rừng là và thường xanh. Chúng là loại cây ưa sáng, phát triển nhanh ở những nơi có nhiều ánh sáng mặt trời. Nhờ đó cây gỗ đỏ phát triển tốt, tập trung ở các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, phía Nam của Trung Quốc, Campuchia và một số nước châu Phi, điển hình như là Nam Phi. Đấy. Cách phân biệt cây gõ đỏ, chúng ta có thể nhận dạng cây thông qua các đặc điểm hình thái của cây như chiều cao, lá, hoa quả. Ngoài ra bạn có thể là nhận dạng chúng có màu sắc, vân gỗ và độ nặng của cây gỗ. Nếu thông qua vân gỗ, chúng ta có thể nhận diện vân gỗ đỏ nhờ thường đường vân khá lớn và các cái giác gỗ có màu đen, có màu vàng xen kẽ là các cái giác gỗ màu đen. Nét độc đáo bởi sự xen kẽ màu sắc này của vân gỗ gõ đỏ đem sự hài hòa âm dương. Nếu được vào độ đầm và nặng của gỗ, khi cầm gỗ gõ đỏ bạn có cảm giác chắc tay, nặng hơn so với các loại gỗ khác. Hơn nữa gỗ gõ đỏ còn sở hữu độ cứng và nặng chịu lực cao rất là vượt trội. Đấy. Ưu điểm của cây gỗ gõ đỏ được
biết đến là cây quý hiếm được nhiều người săn lùng để lấy gỗ. Dưới đây là những ứng dụng mà cây gỗ đỏ mang lại. Mời các bạn cùng tham khảo. Thứ nhất là tạo giá trị kinh tế cao. Đấy, tạo cảnh quan bóng mát. Đấy là hai cái chính chúng ta. Vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn đó là cái cây giống gỗ đỏ. Bạn nào các bạn có nhu cầu mua cái cây giống gỗ đỏ như này thì hãy liên hệ với bên mình qua cái số hotline và Zalo mình đặt ở dưới cái tiêu đề. Hiện tại thì ngoài cây giống cây gỗ đỏ, bên mình còn có rất nhiều loại cây giống khác, cây công trình, cây dược liệu, cây lâm nghiệp, bên mình đều có cả. Bạn nào có nhu cầu mua bất kỳ một loại cây giống nào thì hãy liên hệ với bên mình đều phục vụ cho các bạn. Các bạn thấy video này hay ý nghĩa thì hãy chia sẻ, subscribe kênh để các bạn nắm bắt được nhiều hơn nữa về cây giống. Đấy, bây giờ mình đang quay các bạn cái khu vườn cây giống bên nhà mình. Đấy, đang rất là nhiều các loại cây giống khác nhau. Đấy. Rất là rộng các bạn, đấy khoảng hơn 5.000 m². Đây cây giống gỗ đỏ đây, mình quay lại một lượt đó nhé. Rồi các bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với bên mình qua số hotline mình đặt dưới tiêu đề. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.